Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu Hà Lan trên toàn Tổ quốc Việt Nam cũng như là toàn thế giới. Hôm nay em quay trở lại với cái cây phi điệp năm cây trắng khác, một trong những cây phi điệp rất là đẹp mà được rất là nhiều người biết đến cũng là rất là lâu rồi. Cây này thì có là cũng rất là nhiều năm, từ năm em biết là năm 2013 là đã có cái cây này rồi. Cây này thì nó có từ năm 2013 và về Việt Nam vào năm đó, hay 2014 thì đúng hơn. Cây này có từ năm 2014 và năm nay là năm 2019, nó đã nở hoa những năm đấy rồi và em đã biết cái cây này rồi. Nhưng mà đến năm nay thì em nhà có một cây đây thì quay trở lại để làm video về nó. Nở may thì cũng còn cây to để nở hoa làm video các bác cùng ngắm, đó chính là cái cây phi điệp năm cây trắng mắt blue. Cây này ngày xưa thì về gọi là cái cây 6789, cái này gọi là cây năm cây trắng mắt blue. Đây em để ở chỗ này râm hơn ấy, thì quay màu nó thật hơn, chứ còn ra nắng thì nó hơi đỏ, mọi người có thể là nhìn nó sẽ một cái góc nó khác hơn một chút. Đây thì nó nở hai bông, nở tự nhiên các bác nhé, nở tự nhiên ấy, chứ nó không có một tí gọi là thuốc kích hay gì cả, mọi thứ nó vẫn bình thường thôi. Thì đây em giới thiệu sơ qua về cái cây này. Cái cây này thì là cây năm cánh, gọi là mọi người hay gọi là năm cái trắng mắt blue của Thái Lan ấy, nhưng thực ra thì nó cũng cánh của nó ấy, thì nó hơi có màu đục đục tím. Còn thực sự hay không ấy thì các bác, nếu các bác cũng kiểm tra một cái cây ấy, thì các bác cứ vặt cánh nó ra, cắt hoa đi, đặt lên tờ giấy trắng, cái nào là trắng hơn thì là trắng, đúng không ạ? Nó trắng thực sự thì nó sẽ là năm cây trắng, còn nếu không thì nó sẽ là cái cây ám hoặc cái cây gì đó. Nhưng cái này thì nhiều người nở là năm cây trắng. Còn đây như em thấy ở đây thì nó cũng là năm cây trắng, nhưng mà cái là nó màu nó hơi đục, màu nó không được sáng màu. Bởi vì thường những cái cây mà mắt blue như này, mắt xanh tím ấy, để mà năm cánh trắng tinh nó là rất khó, rất là ít cây. Nó cũng có nhưng mà nó kiểu gì nó vẫn kiểu trắng đục thôi, nên nó không phải là trắng được trắng tuyết như là những cái cây năm cánh trắng củ chi hay năm cánh trắng hiển oanh khác hay là phú thọ. Thì mỗi một cây thì nó lại có một cái ưu điểm và đặc điểm riêng, chứ không cây nào giống cây nào cả. Mỗi cây là một màu, một vẻ đẹp, thì tùy sở thích của mỗi người thì mọi người cũng có thể xem và nhận biết được những cái cây này để mình có thể chơi sưu tầm nếu như cảm thấy đẹp. Thì đây em giới thiệu về cái cây phi điệp năm cánh trắng, tạm gọi như thế đi, bởi vì người ta gọi năm cánh trắng mà đúng là cánh nó cũng trắng, nó chỉ hơi ám blue tí thôi, hơi ám đục tí thôi, đục kiểu vàng vàng ấy, xanh vàng đục, nó không phải trắng, nó không phải là cánh trắng tuyết thôi. Cây này thì như về Việt Nam gọi thì mọi người hay gọi đó chính là 6789. Và cây này là nguồn gốc từ Thái Lan. Nhưng mà cây này thì như em biết thì nó không được gieo hạt hay là nhân mô hay gì đâu. Nó vẫn chỉ là như một cái cây đột biến của Việt Nam mình thôi, nó như kiểu năm trắng phú thọ hiển oanh ấy. Chứ không phải là cái nhân mô hay là gieo hạt gì cả. Thì các bác cũng để ý và cũng có thể sưu tầm những cái này cũng được, bởi vì nó cũng rất là đẹp. Đây như bông này mới nở là hé này thì nó đẹp hơn, màu nó trắng hơn ấy. Còn bông kia thì là nó nở lâu rồi, nó màu nó không được đẹp lắm. Đấy, đây là trong tối này thì nhìn thấy mắt nó rất là đen, nhưng khi ra sáng này. Đấy. Thế nên là nói đây em nói kèm câu chuyện là với cái cây phi điệp mắt đỏ ấy. Ra nắng nó đỏ đỏ như máu luôn. Nhưng mà đỏ tươi chứ không phải đỏ như máu, đỏ rất tươi, đỏ cờ. Nhưng thực ra trong bóng tối thì người ta chụp sẽ bị màu nó sẽ kém hơn, nó không được đỏ nhiều. Quan trọng là các bác phải cảm nhận nó, biết nó là cái cây như thế nào, hoa ra làm sao.
Thì đây là cái bông này nó nở căng hơn này, thì em giới thiệu về cái bông này nhá các bác nhá. Em quay các bác để nhìn, các bác nhìn thì nó rõ này. Đây này. Đây là cái cây phi điệp 5 cánh trắng 6789. Đây, em quay nhanh một chút thôi để các bác không mất tốn thời gian nhiều, các bác làm gì. Các bác nhìn nhá. Đây mặt này nó hơi tối này, đây. Mặt này chuẩn luôn. Cây phi điệp 5 cánh trắng 6789 này là một cái cây phi điệp nguồn gốc từ Thái Lan. Về Việt Nam thì mọi người gọi tên là cây 6789. Nó chỉ là một cái tên đặt để dễ nhớ thôi chứ chẳng có bên nào công nhận này. Các bác nhá. Cây này thì có thân lá xanh sạch. Thân lá xanh sạch, thân rích rắc. Thân rích rắc, thân nào cũng rích rắc các bác nhá. Đây này. Các bác nhìn này, thân nào nó cũng rích rắc. Thân nào cũng rích rắc nhá. Mầm non của nó thì màu xanh, thân lá xanh sạch. Thường cây năm cánh trắng nào hoa thân lá nó xanh sạch là chủ yếu, ít cây nào mà ám lắm. Cây ám thì thường ít cây được năm cánh trắng hơn, có nghĩa là nếu mà so tỷ lệ năm cánh trắng ấy thì thân xanh sạch là nhiều, còn thân không xanh sạch là ít. Các bác nhá. Thân lá rích rắc này, thân của nó là từ 0,5 đến 1,5 cm. Tối đa là 1,5 là do đoạn phình to ấy, còn bé như thế này thì 0,5 thôi các bác nhá. 0,5 lớn lên nữa, phình to dài dần và phình to ra. Cái này lá dòng lá tre, lá rất nhỏ các bác nhìn này. Đây nhá các bác nhá. Các bác nhìn lá rất nhỏ. Lá tre này. Và dài, lá của nó chỉ từ 1,5 đến 2 cm và dài khoảng từ 7 đến 10 cm tùy nhá. Tùy vào điểm nhá. Ví dụ như điểm này nó phải 10 xăng này. Điểm này thì nó ngắn hơn này các bác, điểm này thì nó 10 xăng này. Đấy, điểm càng ngắn hơn, ở gốc ngắn hơn càng ngọn nó dài ra, nhưng nó tối đa của nó chỉ 12 xăng thôi các bác nhá. Đấy nuôi to. Đấy cây nuôi to các bác nhá. Thân lá xanh sạch, lá nó hơi vặn. Đây các bác nhìn này. Nó có cái đặc điểm lá nó hơi vặn vỏ đỗ này. Lá vặn vỏ đỗ. Các bác này. Đấy, vặn vỏ đỗ đây. Bên này thế này, nó hơi vặn vỏ đỗ. Lá vặn vỏ đỗ này. Đấy. Nên các bác chú ý. Đây này, bản thân cái lá nhỏ này các bạn này. Đấy. Còn những cái lá dưới cùng này thì nó cứng, thì nó chỉ hơi cong mỏ quạng thôi chứ nó không vặn vào đỗ được. Bởi vì lá ở dưới gốc bao giờ nó cũng dày nhất và tròn nhất. Các bác đi mua lá mít cũng thế thôi. Nó lên được tầm 10 cái lá, 5 đến 10 cái lá gốc này nó tròn tít như hòn bi luôn, nhưng lên trên nó vẫn dài hết. Bởi vì bản thân lá mít nó là như vậy. Chứ chẳng có cái nào mà tròn như đồng xu từ bé đến lớn cả. Nó chỉ là dị dạng. Dị dạng với tròn từ bé đến lớn, những cây rụt rịt ấy, dị dạng ấy. Nhưng các bác phải để ý rằng là năm nay nó rụt gì thôi, sang năm nó lại dài bình thường. Các bác nuôi vài năm các bác biết ngay. Đây thân lá mẹ của nó này. Thân lá cây của nó vẫn là thân rích rắc nhá. Thân rích rắc không thẳng, lá cong. Bởi vì cái này nó rất là bé nên lá rất là dày. Lá vẫn quắp mỏng quạng. Và hơi nghiêng vỏ đỗ. Đây này, những cái đoạn lá nhỏ trên này vỏ đỗ này. Hơi nghiêng vỏ đỗ này. Các bác nhá. Cái này nó hỏng hết lá rồi. Lá hỏng không tính. Thì đây em muốn nói là để các bác nhìn nhận vào cái mầm nó thôi. Để các bác đi mua, ví dụ các bác mua cái này ở đâu đi chăng nữa, các bác xem video của em và các bác biết rằng là cái cây 6789 này nó là hình dạng là dáng lá như này, dòng lá tre nhỏ như này này. Các bác nhá. Nhỏ, thân rích rắc. Thân xanh sạch. Đấy là những yếu tố chung. Chứ còn đương nhiên thì là khi mà các bác nuôi ở những cái vườn mua ở những cái vườn nhiều nắng ấy thì cái lá nó sẽ cứng hơn, dày hơn. Chắc chắn hoặc cho ăn phân nhiều hơn. Thân to hơn. Nhưng em cũng đưa ra một cái thể lệ đó chính là từ 0,5 đến 1,5 ấy. Thì là các bác biết rằng có nhất nó như thế. Đấy là về thân lá thôi. Đấy là khi mà các bác mua cây không hoa. Trước đây em vẫn luôn khuyên các bác là mua cây là phải có hoa rồi. Chứ cây không hoa mua làm gì. Đúng không ạ? Mua cây là phải mua cây có hoa rồi, chứ cây chưa có hoa là bản thân người ta chẳng biết cái cây 6789 này là gì, người ta chỉ đứng buồn thì không mua. Bảo hành viết giấy tốt nhất là không nên mua, bởi vì cứ mua của những cái nhà ông nào cũng nở hoa, đây hoa đây. Có video không? Đấy, các bác xem hình xem video ok lấy luôn. Phải chứng minh được nguồn gốc cái cây đấy nó ra, ví dụ như này. Cái cây này của em nhá, ví dụ sau này em có bán cái cây này nó dài tầm độ 60 này, dài 60. 60 thì nó tầm 3 xăng một đốt. 3 xăng một mắt thì nó chỉ được 20 mắt thôi. Thì em làm giỏi chỉ được 15 mắt thôi. Thì chỉ được 15 kg. Cây này không thể nào được 100 kg cả. 100 kg mà em lấy hình này là đấy là em sai. Em làm thế quá sai. Em phải bán cái cây này. Em phải chứng minh được nguồn gốc của nó. Ví dụ cái cây này của em nhá, như cái đoạn thân này được 60 này.
em làm được khoảng tầm 15 mắt nhá. Nó có một đoạn ở dưới đây nữa này, thì được khoảng tầm 10 mắt nữa, cùng là 25 mắt. Thế em chỉ bán 25 cái kia thôi. Làm sao em bán được 30 cái kia? Em bán 40 cái kia rồi mà em vẫn bảo ở cây này ra thì chắc chắn nó không phải. Thế nên nhầm hết, đúng không ạ? Thế là các bác lưu ý khi đi mua cây nhá. Lời khuyên của em đó chính là mua cây nhà nở hoa rồi, còn chưa nở hoa là tốt nhất là không mua. Bởi vì em cũng là một người dính nhầm rất là nhiều, đi mua người ta bị nhầm ấy, có bắt đền được đâu. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Đó, hôm nay em giới thiệu về cái cây phi điệp 6789 này. Nó là như mắt em nhìn ở đây hiện tại thì nó là 5 cánh trắng đục, chứ nó không phải là màu trắng tinh, nhưng mà cánh của nó thì là không bị ăn tím vậy nhá. Nó là màu trắng ngà vàng, cánh của nó là trắng ngà vàng, trắng ngà vàng và có thể là hơi có vần hồng gì đấy, thì đấy là do nhà nuôi thôi. Nhưng còn nhà em đây thì em nhìn đây là nó là cánh trắng tinh các bác nhé. Nhưng mà thường những cái cây mắt blue như này ấy, thì để mà có một bộ cánh trắng tuyết thì không có, rất khó các bạn. Các bác xem video của em thì các bác nhìn video là các bác có biết được rằng là bông hoa nó đẹp thực sự như thế nào. Thì các bác mua hình ảnh ấy thì người ta chụp, người ta photoshop các thứ, các bác không nhận biết được đâu. Cái này em có những cái hình ảnh rất là đẹp với nó luôn mà em không dám đăng bán, bởi vì nó lên ảnh quá đẹp, mà ngoài đời thật thì nó không như thế. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Các bác nhớ đăng ký kênh của em nhé. Thì em sẽ có những video này em sẽ cập nhật liên tục về những cái mà kiến thức và hình ảnh cây hoa để các bác cùng ngắm. Cảm ơn các bác. Chào các bác.